khoảng khoảng này. Khoảng khoảng. Ủa, anh tính nhớ. Anh Nam được không? Anh Nam đặt lệnh được không? Anh Nam? Chưa nhờ. Chưa hả? Chưa anh đặt lệnh được không nói đi hỏi đi cái hồi nãy mình vẽ cuộc sống là từ từ đỉnh rồi thì nó xác định được cái sống tầm điều chỉnh đúng không? Rồi đúng rồi. Mà sao anh vẽ ra thì cái nó không nằm dưới vùng BD mà nó nằm dưới vùng 23.6. Sao còn trong business nó là gì ạ?